này thì Sài Gòn Titan họ sẽ căng có chiến thắng để tiếp tục cuộc đua với hai đội bóng xếp trên. Hiện tại đang là Tân Hiệp Hưng và Sabinet Khánh Hòa đã chơi rất hay khi đã có cho mình hai trận toàn thắng và đang có những điểm số rất quan trọng ở giai đoạn lượt về này. Và đó là giai đoạn lượt đi, là giai đoạn mà Sabinet Khánh Hòa họ đã mất rất nhiều điểm số quan trọng. Và đây chúng ta cùng xem lại cơ hội đến từ chân sút may áo số 11, đó là với Saco. Thì người đội trưởng của Lưu Sư Đà Long đó là Phan Văn Dũng đã gặp phải một chấn thương và phải Nguyễn Chí Chí đúng kế bóng tốt, cú hay bên phía Lưu Sư Hà Long. Phạm Quốc Duy lúc này đang dâng rất cao, một tình huống mắc sai lầm, đó là sai lầm của Lưu Sư Hà Long và mở ra cơ hội dành cho Huỳnh Tấn Lực, cầu thủ mặc số 3 của Sài Gòn Titan. Một sai số rất nghiêm trọng. Chúng ta cùng xem vào tình huống này, đường truyền sai và không có lý do gì mà Huỳnh Tấn Lực bỏ lỡ cơ hội này. 1-0 dành cho Sài Gòn Titan. Thực sự đối với chiếc băng thủ vương ngày hôm nay thì vai trò của cầu thủ một trước Tân Hiệp Hưng. Với chiến thắng đó của đội bóng Thái Sơn Bắc, họ cũng đang tiếp tục giữ vững ở vị trí thứ hai cho đến thời điểm này. Thủ môn Phạm Quốc Duy phá cột, đường trái sút gay, bóng vừa chạm vào khung thành vẫn chưa có bàn thắng thứ hai. Và đây cơ hội phản công nhanh, một pha chạm nhịp và bóng đã trôi đi hết đường biên dọc vào tình huống này. Chúng ta cùng xem là cú đá chân đến từ Phát Cổn, chân sút vào số 7. Cú đá đầy uy lực, bóng đập vào sàn ngang. Phạm Quốc Duy, một tình huống phát bóng dài rất nguy hiểm, đó là một pha dứt điểm ngay của thủ môn. Chúng ta cùng xem lại với cú đá chân này của thủ môn Phạm Quốc Duy bên phía Lưu Sư Đi Hà Long. Nếu không có sự tập trung đặc biệt đối với Lê Phước Nam, dứt điểm kỹ thuật của số 7 Nguyễn Văn Quốc Huy, sút bóng ngay lại là Nguyễn Minh Lương. Nhiều phút có mặt trên sân thì Nguyễn Văn Lương đang thực hiện những cú ra chân. Chúng ta một lần nữa xem lại cú đá này của cầu thủ mặc số 4 Nguyễn Minh Lương. Chưa có sự chính xác ở vị trí này, có thể sẽ là những cú đá thẳng nguy hiểm. Và đó là một pha đá thẳng đến từ Nguyễn Hoàng Sơn, bóng đi sát mép cột khung thành. Cả hai đội bóng có những bàn thắng tiếp theo. Và đó là pha ghi bàn trên quả đá phạt dành cho đội trưởng Nguyễn Hoàng Sơn. Trận đấu chúng ta đã quay trở về pha xuất phát. Sau hai quả đá phạt thì lần thứ hai này thì Hoàng Sơn đã thực hiện thành công với pha đặt lòng này. Chúng ta cùng xem là bàn thắng. Còn thủ môn của Sài Gòn Titan đã bị khuất tầm nhìn. Vi tâm của các thủ bên phía Lưu Sư Đi Hạ Long đã được đền đáp ở Sài Gòn Titan. Một thủ đồ mở biên bên trong cột hay, pha lao vào rất nhanh của số 4. Cú sút gay, Quang Nhật, và là tình huống xử lý của số 11. Chưa thời dứt điểm, đẩy đôi đường chuyền ngang. Huỳnh Tấn Lực rất cố gắng, hôm đó là cầu thủ mặc số 5, đó là Nguyễn Chí Chí. Cùng xe đoài Lê Bức Nam đã đưa ra một đường chuyền, quyết định đột phá vào khu vực 6m để đối đầu với thủ môn Quốc Duy. Văn Toàn, cột hai không vào, đó là cơ hội được dành cho Nguyễn Văn Quốc Huy, đội trưởng của Sài Gòn Titan. Chúng ta cùng xem lại tình huống mở bóng của cầu thủ mang số 21 Nguyễn Văn Toàn sẽ cách phải và sau đó là một đường căng bóng vào cột duy nhất và hòa 3 trận và để thua 4 trận đấu trong giai đoạn lượt đi. Thì Sài Gòn Titan đã gặp một thế trận của nó là rất khó khăn, khó bị đánh bại. Thì thời điểm này câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đang giữ mình mạch bắt bại 8 trận toàn thắng. Sút bóng lại là khung thành của Lưu Sư Đi Hạ Long rung lên. Chúng ta cùng xem lại tình huống dứt điểm đến từ Nguyễn Minh Lương, cột dọc với cú đá này. Đây là cơ hội dành cho Quốc Huy, vẫn là Sài Gòn Titan, sút gay không vào. Sau khi có pha lắc bóng thì phát cổ ngay lập tức tung chân.
Và như vậy chân sút bao số 7 phát cụm cũng đã được quay trở lại trong tổ đấu này. Chúng ta cùng xem lại những cú đá, cái đó là sở trường. Vẫn chưa thể vượt qua được đối với thủ môn. Trường đặt bước một, bóng được mở sẽ cách phải. Cột hay, đó là pha thả bóng cột hai dành cho Vũ Ngọc Lân di chuyển. Sút bóng. Như vậy đã có tiếng còi trước đó, một cầu thủ đã bị phạm lỗi. Chúng ta cùng xem vào tình huống này. Có như đó là lỗi của một cầu thủ bên phía Sài Gòn Titan. Cú sút bóng rất cần với cú đá chân này. Quang Nhật đã chọn điểm rơi tốt và thực hiện một cú volley. Chúng ta cùng xem lại pha chuyền bóng và cú đá của Quang Nhật. Bóng đi Lê Quốc Nam. Vẫn là Sài Gòn Titan. Của Chí Kiệt. Sút bóng. Pha xử lý hay của thủ môn Phạm Quốc Duy. Một cơ hội khá ngon ăn đến từ Sài Gòn Titan. Của Chí Kiệt. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng. Chí Kiệt khẳng trương hơn. Sút bóng. Khá bao. Như vậy thì điểm số đã nằm trong tầm kiểm soát của Lưu Xuân Đi Hạ Long.